cũng chào các bạn nha. Nay Di cũng nói chung là mấy anh chào màu này Di chăm cũng 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 hết nổi rồi, nên Di thanh lý hết, Di nghỉ chơi luôn, thanh lý hết cho anh em chơi. Hiện tại là bỏ như thế này á, là Di có 6 con, 6 con nó đã chơi rồi, Di cũng đem đi giật cà phê với anh em rồi đó. Riêng cái con lồng đấu á, nói thẳng luôn, riêng cái con lồng đấu bên trái á thì 1,5 triệu, chim không có lồng nha các bạn. Còn như con ở giữa và con bên phải á là Di còn 5 con nữa đó, với hai con này đó là 1,000,000, không có lồng nha các bạn đó. Thanh lý để anh em chơi thôi, là hiện tại là Di còn 7 con, 6 con là con lồng lồng đấu này 1,5 triệu, còn hai con bên này á với mấy con kia nữa là 1,000,000 đó. Lồng ép bổi, lồng ép bổi thì Di có lồng cao bên phải á, lồng ở vàng với lại lồng phom lùng nữa. Cứ lồng ép bổi Di còn 6 cái, mỗi cái 100.000, đủ phụ kiện luôn. Anh em thích lấy cây cây ngang bổi hoặc là muốn kèo ngang, muốn gì cũng có, đó là đủ phụ kiện luôn nha, 100.000 một cái thôi. Nhưng mà anh em tới bắt nha, đó mấy con chim này là Di đem giật cà phê rồi rồi nha mấy bạn, thấy không, chim đã thái độ bọng chơi cánh chơi đồ đàng hoàng. Cái lồng đấu này là mua hai cái nha bạn, mua của sở sao chim cảnh, mới mua 2,000,000 đó, chưa bỏ chim, cái này chưa bỏ chim, 1,2 triệu thôi đó, thanh lý bán hết 1,2 triệu thôi. Còn cái lồng kia mới bỏ chim được 1 tuần rồi, chi bỏ chim đi giật chắc cần khoảng 1 tuần rồi. Thì cái kia cũng 1,2 triệu luôn đó, hai cái lồng này đấu ha, cái này mới chưa bỏ chim, đủ phụ kiện, mua 2,000,000 bán 1,2 triệu thôi nè, nghỉ chơi bán sạch luôn. Còn cái lồng kia bỏ chim Di cũng bán y vậy luôn, lồng kia thì bỏ chim rồi mới được 1 tuần rồi. Hộp bỏ Di còn 8 ngăn, 8 ngăn chia làm hai hai cây, cây 4 ngăn 8 hộp này Di cũng bán luôn, thành lý luôn 400.000, 8 ngăn mỗi ngăn 50.000 thôi, Di bán nửa giá đó. Di mua về Di cũng chưa sử dụng luôn mà, Di thấy chim vô đây thấy buồn quá nên Di không có bỏ vô đó, 8 ngàn, 400 ngàn, 50 ngàn. Còn cái lồng đấu á là Di mới mua, con chim này mới bỏ vô 1 tuần thôi, mới đi giật cà phê mới 1 tuần thôi, là cái lồng mới mua 2,000,000, mua hai cái là Di chỉ bán 1,2 triệu thôi đó, để cho anh em chơi nghỉ hết luôn, Di không chơi nữa. Đây Di có con chim này nè, con chim này là cái trán nó trắng, đầu cánh á, lông đầu cánh á, đều trắng hết. Mà con chim này nó lạ cái là nó ở nhà là nó đứng vậy đó, nhìn rất là chán luôn, nhưng mà xách đi gặp chim là nó chơi. Con chim này bọng rất là hay luôn, mà bổi này là 8 tháng rồi nha các bạn đó, nguyên một bầy chim luôn, còn có một con á, bầy này nè, còn có một con duy nhất này thôi. Con này Di bán cả bộ luôn 1,2,5 triệu, chim này cúp cầu chơi đàng hoàng, bổi mà nó đã ché rồi nha các bạn đó, 2,5 triệu bộ này nguyên bộ luôn nha, thấy hết luôn, nhanh gọn lẹ đi. Nhưng mà lưu ý với anh em là Di không có ship cho mấy anh em nha, anh em thích thì tới đây coi, được thì bắt, thuận thuận thảo anh em, không có phải nói qua nói lại đâu, cực lắm, tới thích được rồi bắt à. Chim Di bán vậy là giá cả phải chăng, còn anh em thích cứ tới đi coi thoải mái, Di không có phiền đâu anh em sợ. Cái này nè, cái lồng ở giữa trong ba cái lồng này là Di cũng thanh lý luôn nha, là Di có 4 cái, 3 cái tre, 1 cái gỗ và 4 cái, đủ phụ kiện cho anh em luôn. Cái này không có áo chứ, cái này không có áo, 350 đó, anh em tới lấy về nuôi bỏ. Này là Di ấy keo rồi hết à, Di đó đổ keo rồi hết chứ không có để vậy đâu, để vậy là dễ xảy chim lắm, Di đổ keo rồi hết. Cái con lồng tre ép bổi này là con mái nha các bạn đó, Di có 3 con mà Di thả 2 con à, Di chừa có con này, con mái nhưng mà dài đòn mồng lân, đúng không, mái mà các bạn nhìn con mái đẹp không, rất là đẹp luôn á. Con mái này để cho anh em về
về sinh sản cũng được, con chim này cũng vàng lắm, 2 sỉ, nhanh gọn lẹ, không có lồng nha, mình chỉ bán chim thôi nha bạn, không có lồng nha. Còn đây hai con bổi này là con bên trái á, là con lân tê mà lân kim đứng cúp cầu rất là đẹp luôn, con này cũng như mấy con kia hơn 1 triệu. Còn mấy cái như con bên đây nè đó, mấy con này ở trong nhà Duy còn 10 con đó, 500 ngàn một con, bắt về anh em gọt lồng sắt, lồng sắt Duy cũng bán hết luôn, 100 ngàn một cái, đủ phụ kiện luôn, anh em thích lấy cầu ngang lấy, thích lấy cầu gốc lấy, thích lấy cây bổi lấy, cái gì cũng 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 được hết, thích gì đổi cái đó. Duy có nhiều lắm, lồng sắt này Duy có 6 cái đó, vậy đi ha. Thật ra là cái kênh Duy Vlog á, là Duy cũng nhờ mấy con chim à, nó cũng có mấy cái clip mà nó lên view cũng cao, nói chung là cũng cao so với kênh thôi chứ cũng không có cao bằng ai, nhưng mà nay thì thật sự ra nó mệt quá bạn, Duy phải đi đem chim đi chỗ khác đồ lum á. Còn cái con ở giữa này nó rất là đặc biệt nha bạn, cái con ở giữa là nguyên một bầy bổi luôn, là nó đổ bọng đầu tiên, Duy bắt về nó đổ bọng đầu tiên đó, là Duy tách nó ra cái nó nhát người, cái nó bị ngoái, nó ngoái nhẹ đó, cái Duy đem đi làm mồi, đem ra rừng là nó hót thôi, dữ lắm. Còn giờ là nó đang sắp xong lông, mồng lân mồng đá lân mà cái gốc của nó thiệt là to luôn, nhưng mà khi nó bọng là nó xòe xòe bự luôn đó nha, chứ không phải là xòe thường luôn nha, nó bọng là nó xòe lớn lắm đó. Riêng con ở giữa con mà lồng gần nha nè, đó là con bông nha các bạn, cái đầu nó cái mồng á thì có một cọng lông trắng rất là bự ha, cái mồng á nha, còn đằng trước trán nó cũng có trắng nha các bạn, ở trong mồng nó có một cọng lông trắng bự, trên trán nó cũng có trắng đó. Con này là Di bắt về nhưng mà bị mèo dò yếm gần khít luôn, yếm còn tí xíu nữa là khít luôn rồi đó, bị mèo dò, mà con mèo nó không có đụng tới con chim nó nhảy ở trong thôi, nó bị yếu cái chân bên phải đó, hiện tại là bây giờ đỡ rồi, vẫn bay nhảy bình thường, bán thanh lý cho anh em luôn 1 triệu sách luôn, luôn lòng luôn đó, bông cái mồng với lại trước trán ha. Rồi nói lại cho anh em dễ ha, à, Duy thì Duy bán chim mà giá cả Duy cũng nói rồi đó, còn anh em thích thì tới coi, chứ Duy không có ship cho các bạn nha. Lòng Duy cũng bán, lòng đấu Duy cũng bán, lòng bổi Duy cũng bán, lòng chim thuộc Duy cũng bán hết luôn, nói chung là bán hết, giá cả Duy cũng đã nói rồi đó, các bạn thích thì các bạn tới xem mà bắt giùm Duy thôi, Duy thanh lý thôi, lấy lại ít tiền có để làm mua dụng cụ đồ để làm clip các bạn ạ. Thì giờ cũng hết đam mê rồi, đam mê mà nó phải nói là tốn quá, nuôi dàn chim này tốn dữ quá các bạn, mình cho ăn toàn bộ bằng cắm Bình Dương hết nha các bạn, cắm 1 với cắm 3 đó, gì trộn vô cho ăn rồi, rồi trái cây, một ngày dàn chim này ăn hết nải chuối mà đó, nải chuối chứ không ít đâu, thanh long, xoài, ổi không. Nói chung mới là như mình chơi chim cũng vậy, hay mà làm YouTube cũng vậy, ví dụ mấy bạn qua mình đó, thì mình cũng cảm ơn đó, rồi mình thấy rồi mình cũng qua lại mấy bạn thôi, bình thường không có gì hết, nhưng mà mấy bạn đừng có bình luận mấy cái từ nó dính xì ba trống rồi cũng phiền cho Duy lắm không. Rồi Duy cũng cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ kênh ha, rồi cũng mong các bạn tiếp tục ủng hộ, rồi bạn nào mà thấy ưng con nào thì tới bắt, hoặc cái lồng nào thì tới lấy về Duy bán hết cho để cho các bạn có chơi. Rồi Duy chào các bạn nha, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hello mọi người, Duy đang có mặt ở Vũng Tàu nè, gió lớn lắm mọi người ơi.